mũ mà đem con vịt về luôn nè quý vị, còn mớ mắt nè gì nè ta, Đâu? không Vịt nổi về ơi, nó chảy nước mũi kìa, có gì không Quỳnh Anh? Em về ăn được không? được không nghe cô, được Ừ. không? Bà ngoại con nói lại á, là hồi đó mẹ Ừ. con đang bầu con á, cha con đòi bỏ con. Trời ơi, rồi sao nữa, con kể hết cho chú nghe coi. Tại vì con tuổi cọp á, nên cha con đòi bỏ con chứ. Trời ơi, cháu của què. Cái này là cái sự thật là nó như vậy nghe cả nhà, chứ không phải là để Thanh Trúc mà nói, mà để lấy cái chảo này ra đâu mà quay ha. Tại vì người già đó, người ta không có thích nói xạo đâu. Lại cái cô gái mà hôm bữa mà mấy anh em mà quay về nói về, mà nếu ai cắt nhà sẽ lấy người đó làm chồng á cả nhà. Thì cho nên là Thanh Trúc thấy cháu nè. Ừ. Chú xin chào Quỳnh Anh nha. Con đi đâu ạ? À? Con đi lượm đồ mũ. Lụm đồ mũ hả? Nó lụm gì đây trời? Lụm cái gì ở đây hả cả nhà? Ủa con vịt em Nè, bắt ra vậy? con vịt Có nè. đâu, Sao người đây ta có con vịt cho trong? á. Ta cho em vịt hả? Dạ. Sao ta cho ui con vịt gì vậy? Nè cả nhà, con vịt Vịt nè cả thì sao nhà. ta cho em? Con vịt nè cả nhà. Trời ơi trời. Nó không nó không còn sống nữa. Rồi, rồi Rồi người ta con. cho em con vịt này về về hả Quỳnh Anh hả? Rồi người ta cho con hay gì? Rồi sao hôm bữa chú đã gửi cho con một số tiền rồi, nhưng mà tại sao mà cũng còn nhắn mà đi lụm mũ làm chi nữa cô nương? Dạ tại hết tiền rồi chú. Hết tiền hả? Dạ. Ừ. Rồi đi lụm mũ vậy rồi một ngày được bao nhiêu? Mười mấy ngàn à. Ừ. Rồi đi lụm mũ rồi có con vịt nữa, rồi con vịt này là người ta cho con hay sao? Dạ. Rồi về, con về con đem về cho ngoại hả? Dạ. Rồi quý vị, chai nước cháu đi lụm nè. Con lụm như vậy là mấy ngày con mới bán Quỳnh Anh? Dạ, đợi 2 3 ngày mới bán được chú. Ừ gì hả? Ủa Quỳnh Anh, con nghe con vịt này nó nghe cái mùi hôi hôi hay Quỳnh Anh hả? Nó Nó chết hôi lâu chưa nãy vậy? nó còn ngáp á, giục vô ba cái nó chết. À là người Nó ta mắc sắp luôn hả? thấy em đi lượm vậy, ta cho con Nè vịt quý vị, về ngồi quý vị, ngồi về đây bán chút. hả? Dạ. Nè quý vị, đi lụm mũ mà đem con vịt về luôn nè quý vị, còn mớ mắt nữa gì nè ta. Đâu? Không Vịt nổi. về ơi, nó chảy nước mũi kìa, có gì không Quỳnh Anh? Em về ăn được không? Được không nghe cô? Được không? Được. Ôi ơi. Ôi, biết được không? Vậy thôi theo chú nè, lại cái chòi đó cho chú nè, với chú vào để trò chuyện tí xíu ha. Dạ. Đi. Rồi Đi mình đem về con vịt rồi làm sao? Dạ Thanh Trúc xin chào cả nhà. Thanh Trúc bữa nay á có lại ghé chỗ cái bé Quỳnh Anh nè, thì Thanh Trúc lại thăm coi cháu coi dạo này như thế nào. Thì bữa nay có một bạn á từ ở Sài Gòn xuống liên hệ với Thanh Trúc á, thì xuống thăm cháu nè. Thì hiện tại đó mấy ông cháu ở trong cái căn chòi cả nhà, thì cho nên là hôm bữa Thanh Trúc cũng có cắt nhà rồi, nhưng mà cháu thì đang ở dưới căn chòi ha. Thì để Thanh Trúc mời cô chú để theo Thanh Trúc để có cái anh ở Sài Gòn xuống nha. Vô bạn ơi, không chú sống mà chú chát hay gì? dạ cô Hai ông ngoại em ăn có con cá vậy hả, chia đôi vậy hả? thấy cái cảnh quý vị chuối nè quý vị, có một cái anh ở Sài Gòn xuống cũng thấy coi qua video á, là thấy con thấy cái hoàn cảnh là cha cha thì bỏ, mẹ thì đi lấy chồng khác đúng không ngoài? Chàng ơi à, con nhắn bạn này ở Sài Gòn xuống nè, ngoài thấy làm sao ngoài người ta xuống thăm mình kìa. Sao ngoài sao nuốt đi rồi anh nói? Chú nhắn xuống thăm cô Văn Dạ Ân. coi tướng tá được không? Được. Được nha, tướng tá cũng khỏe mạnh đó. Ừ. Vậy ăn cơm rồi gì rồi ngoại nuốt sao nói trời. Ngon gái ngon. Ừ. Rồi hôm bữa con cũng có ghé thăm rồi cũng gửi tiền đồ hết hay gì rồi? Mình anh con có giờ con có làm gì không Quỳnh Anh? Dạ đi lượm đồ mũ này kia chú. Như ngày xưa nữa hả? Ừ. Chứ không có đổi nghề sao chàng? Hôm bữa chú kêu con đó là đi học nghề đi, sao con không chịu? Muốn nhà với ngoài ngoại thôi. Đi học nghề nó dễ, nó khỏe mà. Ừ. Bạn xem video sao mà biết bé Quỳnh Anh mà bạn xuống đây để thăm bé Quỳnh Anh nè. Anh đó thấy như thế nào, thấy em nó giỏi hay sao? Nếu mà thấy mình thấy em Quỳnh Anh rất là thương ngoại, chịu khó. Ừ. Cái tuổi này ít ai mà chịu đi làm cha trai để về nuôi ông bà ngoại lắm. Đúng
Nghe nói hoàn cảnh của em đó là của cháu đó là cha thì bỏ, cho chú hỏi nè, rồi rồi cha con đâu? Con có cha nhưng mà cha con không có đây. Không có đây. Rồi mẹ con đâu? Mẹ con thì đi lấy chồng khác rồi. Lấy chồng khác. À, cho chú hỏi, cha con không có đây là cha con có thường thăm con không? Dạ không. Con biết cái lý do sao mà cha con bỏ con không? Con kể cho chú nghe coi, nghe ông bà ngoại nói sao. Bà ngoại con nói lại á, là hồi đó mẹ con mang bầu con á, cha con đòi bỏ con. Trời ơi, rồi sao nữa, con kể hết cho chú nghe coi. Tại vì con tuổi cọp á, nên cha con đòi bỏ con chứ. Vì chỉ là tuổi sanh ra là tuổi tuổi dần rồi, cho nên là bỏ, không 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 muốn nuôi hả? Dạ. Kỳ trời. Rồi con biết làm sao, con kể cho chú nghe coi, cô chú ông bà nghe coi. Con nhớ được nhiêu rồi chú? Hỏi ông ngoại con á. Cho chú hỏi nó, bây giờ thí dụ mà cha con mà chỉ vì nói con là tuổi dần là không nuôi là bỏ, rồi thí dụ con mà gặp cha con nè, rồi con muốn nói điều gì với cha con? Con muốn hỏi cha là tuổi tác này kia đâu có quan trọng đâu á, mà tại sao cha không thương con? Rồi con có nói gì nữa không? Dạ không, con chỉ muốn hỏi nhiêu thôi chú. Thí dụ mà cha con mà là về nè, làm tiền nhiều thật là nhiều lại rước con đi, con chịu đi không? Dạ không. Sao vậy? Tại vì á, đó giờ cha không có nuôi con. Cha không nuôi con, cha rước con chịu đi phải không? Dạ. Em có thường xuyên gặp mặt ba em không? Hồi đó giờ gặp nhiều không em? Dạ không có gặp. Không có gặp nha. Dạ. Rồi mẹ con, rồi là thường là có ở nhà với con không? Dạ, ít lắm chú. Chị hả? Rồi cho chú hỏi là mẹ con có thường đó là gửi tiền cho con, cho ngoại để nuôi con không? Dạ không. Trời ơi, vậy là cái cảnh con mù coi rồi. Cha bỏ hồi lúc hồi còn trong bụng á gái. Rồi con cho chú hỏi này, rồi con đi học á, rồi bạn bè có nói con là đứa không có cha không? Dạ có. Bạn bè nói sao, kể chú nghe coi. Bạn còn nói á, là mày là cái thứ không có cha như tụi tao, không có cha mẹ như tụi tao. Rồi nhắc đó, rồi bạn con nói, rồi con cảm giác làm sao? Con thấy buồn lắm chú. Trời ơi, ông ngoại khóc kiểu gì, ông ngoại rớt nước mắt, ông ngoại nghe cháu nói, ông ngoại cầm lòng không đầu. Thì ông ngoại nuôi cháu từ nhỏ lớn lớn hôm ngày hả? Quên nuôi cháu ngoại. Ông ngoại cho con hỏi, ông Ủa, ngoại mẹ em bỏ đi lấy chồng lâu chưa? Dạ lâu rồi. rồi là Lúc em bao nhiêu tuổi em nhớ không? ông ngoại cho con hỏi là lúc lúc cha cháu mà cái hoàn cảnh mà tại sao mà bỏ cháu, rồi ngoại kể cho con nghe con ngoại. Ngoại đang khóc, khóc lắm quý vị. Nghe cháu mình Ở nói không? ngoài mặc áo là xông kim hết rồi cả nhà, Đúng rồi, áo áo này này đẫm mồ hôi xông kim từ trước đến sau luôn. nè. Trời, cái cổ áo mà ông ngoại dính đất đơn sư luôn. Trời ơi, nó có màu luôn. Ông ngoại cho con hỏi ngoại là hồi đó cái cha của bé Quỳnh Anh là như thế nào, ngoại kể cho con nghe vì sao mà bỏ cháu không ngoại. Nói ra nó cười lộn. Ngoại kể đầu đuôi cho con nghe. Cứ lộn rồi mẹ vợ Ăn mày cơm đi em. vợ cho Cơm đi mày nghe. ông già vô rước có gì ngoại gì ngoại bả lục tôi mẹ nhỏ này rồi đưa vàng Đuôi vàng nhiều quá. vàng cứ nhỏ mẹ nhỏ này nói vàng ngon cắt rồi bả kêu vô phòng mày lau quần áo ra mày giấu vàng không đâu quần áo ra đưa đây nhỏ con gái tôi không chịu nó giọt vô mày rồi ngoại nó làm đơn đem vô mày kêu lau đây thôi Rồi sao? Rồi có thôi không vậy? thì thôi đúng nói này mang bụng có mấy tháng rồi 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 có nghe nói là cái bầu thai là Quỳnh Anh nãy nói mà
tuổi cọp tuổi dần không nuôi là sao ngoại kể cho con nghe. Ngoại chồng nói tuổi con cọp nó lớn lấy chồng chồng không được, thôi mày quỷ bỏ đi, còn nhỏ con gái tôi không chịu, chồng nói chuyện này ở này đó. Rồi vậy là cha của Quỳnh Anh đó là nói chỉ vì tuổi cọp sau này có chồng khó khăn quá không được hả? Ừ. Cái chuyện nó đâu có quan trọng cái tuổi tác đâu. Thì bởi ừ. Cho nên là không chịu ha. Ừ. Rồi cái ngày mà sinh ra tôi ra tôi cho nó ai, nếu cho bà già đây, bà cưới nhà thương đó, không là răng luôn. Chú, ngoại nói sao ngoại, ngoại là cho hay sao? Nếu chú với con ba vợ mẹ cái nhà thương đó. Nhà gái ha. Rồi mày ra lại mình coi. Nên nó mất đi đồng rồi. Nó không ra, bà và chồng không ra luôn. Ngoại nói cái này, ngoại nói thiệt nha. Tại vì lên video á, là cha Quỳnh Anh với nội Quỳnh Anh sẽ nghe được nó ngoài. Trời nghe tôi đâu sợ có, sao tôi nói gì mà. Dạ. Rồi ngoài kể tiếp đi. Rồi tôi mới cứ về trong này. Tới đúng tháng. Ngoại nó vô bắt. Hôm nay tôi đâu cho. Nếu mày hồi lúc vợ mày danh đã cơ, cho mày không ra răm. Ừ. Rồi đúng tháng mày bắt thì ngoại bắt sao? Tôi cho không cho rồi. Nó về ngoại rồi tôi nuôi nó từ hồi một tháng mấy tới bây giờ đó. Nó còn mạnh khỏe tôi đặt lọc luôn. Lo cho nó bự cho nó đi ăn học. Dạ. Yeah. Cũng hoàn cảnh cũng khó. Cũng nói khó khăn của ngoại ha. Ừ. Rồi ngoại nuôi là giờ Quỳnh Anh là mười mấy tuổi hả? 14 hả? 14 tuổi. Chèn. Thấy cái cảnh mà là đi bắt cháu giờ nó đi bắt ốc nè. Ủa đi lượm mũ để nuôi tiền mà để kiếm tiền về nuôi ngoại hả? Ừ. Như giờ nuôi bữa nó mà được. Cơm ăn khu quẹt nè. Con ăn cho hết chén cơm đi Quỳnh Anh. Ngoại ngoại ăn đi ngoại. Ngoại ăn. Đi. Ngoại giờ cho Quỳnh Anh ăn kìa, ngoại chen nước ăn xong quẹt quẹt còn cá để Quỳnh Anh ăn kìa. Trời ơi, cháu khu quẹt. Cái này là cái sự thật là nói như vậy nha cả nhà, chứ không phải là để Thanh Trúc mà nói mà để lấy cái chảo này ra đâu mà quay ha. Tại vì người già đó, người ta không có thích nói xạo đâu. Ngoại thí dụ lên cái video này nè, người ta nói tại người ta nói ngoại người ta nói tại sao mà mình lấy cái cảnh này ra quay. Ví dụ người ta hỏi tại sao mà có chảo khu quẹt trái chuối ở đây rồi người ta nói mình làm bộ rồi sao ngoài. Không, tôi không có đồ ăn, tôi có quẹt luôn kia hàng ngày á. Dạ. Chứ không có làm bộ rồi mà đăng gì đó. Không có đồ ăn là mình làm gì ha. Ừ. Ăn gì rồi chịu ngoài ngoài ngán không? Ngán không có ăn sao. Hoàn cảnh nè. Cảnh khó khăn. Trời ơi. Con cá là cá gì? Cá gì mình là? Giống cá rô. Chuối rồi. Chuối về sống quẹt đi cô nương. Cơm không mà sao được. Rồi bữa nay nè có một cái bạn ở Sài Gòn xuống xuống đầu tiên là thăm ngoại, thứ hai là cũng thấy Quỳnh Anh nè cực khổ quá với lại hoàn cảnh khó khăn á, cho nên là mấy xuống đây thăm. Bạn có gì hỏi cháu nó cứ hỏi đi ha. Hỏi cuộc sống đi, mình ở đây mình quan sát. Thấy sao, thấy em nó làm sao, có hiếu thảo không, giỏi con tại sao con không muốn học nghề Quỳnh Anh? Dạ con không muốn học nghề vì đi xa nhà chứ ở ngoại còn ngoại nhà nó không yên tâm. Con đi học nghề đi cho nó khỏe sau này, chứ bây giờ là con không học nghề là nó khó lắm. Ví dụ như vậy, ví dụ là sau này con sẽ tương lai con không có đâu, bây giờ con học uống tóc hay này nọ đi, con chịu không? Chú giới thiệu nghề cho con làm. Dạ. Sao chàng nghề gì cũng muốn làm, học may đồ để may đồ được Quỳnh Anh, chứ bây giờ là lẽ lớn lên rồi con định làm gì trời, đi móc bọc hay gì hả? Lớn con đi làm công ty.
Thôi trời ơi, đi học nghề đi cô nương ơi. Đi học nghề đi cô nương. Chứ bây giờ mà nói không học nghề nó sau này nó khổ dữ lắm cô ơi. Có một cái anh ở Sài Gòn xuống về thăm em kìa. Ủa thăm con kìa. Thấy một hoàn cảnh ở cả nhà. Cha thì chỉ vì nghe con mình tuổi cọp không nuôi đó. Kêu bỏ đi là phải nghe lời mà bỏ, bây giờ là đâu có còn cháu ngoại đâu hết ngoài. Mà bé Quỳnh Anh sinh gái vậy mà sao ông ba lại có ý ba. Kiến là tuổi cọp có lấy cháu chưa sao? Chưa biết từ hồi mà lớn lên ở ngoài thì tới bây giờ cha của cháu nè có du thăm cháu không? Không. Sinh ra tới giờ luôn. Rồi cha có bé Quỳnh Anh gần đây không ngoài? Ngoài lên như vậy đó. Cách bao nhiêu cơ? Cho Quỳnh Anh biết nhà bên nội không? Là phải giấu luôn. Không. Có thường vô đây thăm không? Không. Không luôn. Hồi sao sao con nghe nói là hồi đó nó có ai đi vô đây nè, đi ra ngoài gì hỏi nó kêu bắt Quỳnh Anh mà ngoại không cho, có không? Thì lúc mới con tháng tuổi sáng đâu ngoài cởi giờ 14 năm rồi là kêu bắt cháu nuôi ha. Ừ. Mà ngoại sao? Ngoại nhỏ này giáp sáng này ngoại vô rồi bắt gì ngoại đó. Trời ơi. Đâu cho nha. Sao cho được cháu mà. Rồi là quyết định là không cho nuôi cháu ngoại vậy đó. Bây giờ là thấy cả nhà thấy cao gáo đẹp gái này không? Rồi con hồi đó giờ con có biết bên nội con không? Dạ không. Rồi thường có đi ngoại không? Không. Không, không đi ngoại luôn. Không. Không bỏ cháu rồi có cấp dưỡng không à? Rồi một ngàn bạc không có kỳ tội.